Xin chào anh chị em đã đến với kênh của Toàn. Thì hôm nay nhân tiện ngày ra mắt phiên bản Hyundai Accent 2021 thì Toàn muốn làm một clip nhanh so sánh cho anh chị em, những người đang quan tâm cũng như đang lăn tăn để chọn trong xe. Thì đây là bên cạnh Toàn là mẫu Hyundai Accent 2020 bản full option, và bên này là bản full option phiên bản Accent 2021. Thì cùng Toàn điểm nhanh sự khác biệt về ngoại thất cũng như là về nội thất, cũng như là những tính năng thay đổi và có thêm những option gì trên bản Accent 2021 so với bản Accent 2020. Thì cùng Toàn theo dõi video nhé. Cùng điểm nhanh sự khác biệt và sự nâng cấp giữa Accent 2020 và Accent 2021 nhé anh chị em. Đầu tiên, sự khác biệt chính là về phần đầu xe. Hyundai đã thay đổi thiết kế về phần đầu xe của Accent 2021, chính là về phần lưới tản nhiệt, thêm đường nẹp mạ chrome và hệ thống đèn đã được thay đổi. Đó là những điểm khác biệt anh chị em ha. Lưới tản nhiệt này thì trông có vẻ là sang trọng hơn, thể thao hơn, và nó là thiết kế mới của Hyundai. Đây là thiết kế của Accent 2020 anh chị em. 2021 sẽ nhìn rất là sang trọng hơn. Đây là hình thiết kế kiểu mới của đèn LED định vị ban ngày anh chị em. Đó, đã thay đổi cách thiết kế so với là dải đèn LED chạy phía dưới xung quanh đèn so với Accent 2020. Đây là đèn xe của 2020 và 2021 khi bật đèn daylight anh chị em ha. Đó, anh chị em có thể quan sát đèn 2021 nhìn rất là sắc sảo. Đó, chị em có thể quan sát để có sự kiểu đánh giá ha. Về cái dải đèn LED của thằng 2021 thì nó là một dải LED liền mạch hơn, nên là về nhìn cái hệ bóng đèn nó sẽ sắc sảo hơn. Còn bên này là dải đèn của thằng 2020 chị em ha, nên để quan sát. Đó là về phần đèn xe. Tiếp đến chính là về mâm xe. Mâm xe thì vẫn là sử dụng kích thước là 16 inch anh chị em, nhưng mà nó là được thay đổi về cách thiết kế. Thì có một số anh chị em thì đánh giá không cao về thẩm mỹ của cái mâm xe này, nhưng mà theo Toàn thì nó cũng rất là hài hòa, không đến nỗi làm anh chị em thất vọng đâu nếu mà anh chị em xem thực tế. Đây là mâm xe của Accent 2020. Điểm khác biệt ở phần hông xe của Accent 2020 và Accent 2021, tiếp đến chính là phần gương. Thì Accent 2021 đã được trang bị thêm sấy gương, còn về các phần giống như là gương chỉnh điện, gập điện thì đều đã được trang bị trên hai phiên bản này thôi nha anh chị em. Tiếp đến là phần đuôi xe của Accent 2020 và Accent 2021. Thì điểm khác biệt lớn nhất chính là về phần đèn phía sau. Nó đã được thay đổi về cách thiết kế cũng như là dải đèn LED. Về trang bị an toàn thì đều có 4 cảm biến phía sau và tích hợp camera gear. Ở phía sau bản Accent 2021 thì có cái phần hộp gió này anh chị em này. Đó. Và có đường nẹp mạ chrome ở phía phần đuôi xe.
Đây là phần đuôi xe của Accent 2020 anh chị em này. Đó, nó không có đường nẹp mảng chrome như bản Accent 2021. Đây chính là phần nội thất của Accent 2021 nha anh chị em. Đó, mặt đồng hồ tắp lô là màn hình LCD luôn. Lần đầu tiên xuất hiện ở phân khúc sedan hạng B. Chưa có hàng xe nào có nha anh chị em. Vios hay là City cũng chưa có. Đó, anh chị em có thể quan sát. Rất là đẹp. Ghế thì vẫn là ghế da và trang bị 6 túi khí nha anh chị em. Thì Toàn vừa so sánh nhanh giữa bản Accent 2021 so với bản Accent 2020. Thì hiện tại những dòng xe này, các phiên bản giao kịp thuế trước bạ thì rất là hạn chế. Thì anh chị em nào đang có nhu cầu muốn sở hữu xe thì hãy vui lòng gọi điện trực tiếp cho Toàn để được báo lịch xe cũng như là các màu đang có sẵn. Và hiện tại thì Toàn sẽ làm một video tiếp theo, chính là về giá bán cũng như là chương trình khuyến mại, hỗ trợ trả góp, thủ tục vay ngân hàng. Thì anh chị em hãy vui lòng đăng ký cũng như ủng hộ kênh của Toàn để có những video chất lượng hơn và bổ ích cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.